Năm 2010, Trung Quốc nhập khẩu một số máy khoan hầm từ Đức với giá lên tới 101 triệu đô la mỗi chiếc. Đây là cái giá quá đắt đỏ, ngay cả với một ông lớn không có gì ngoài điều kiện như Trung Quốc. 12 năm sau, Trung Quốc khởi công dự án đường hầm Xinjiang-Wuhan dẫn nước từ đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới về Bắc Kinh với tổng chiều dài 1.400 km bằng máy khoan hầm hàng nhà chống nước. Máy khoan hầm Made in China được đánh giá là có chất lượng gần như tương đương các sản phẩm của Đức, thế nhưng giá chỉ có 8 triệu đô, tức là chỉ bằng 1/12. Và ta biết rằng Trung Quốc không chỉ copy máy khoan hầm, thật khó để tìm ra có thứ gì đó trên đời mà chưa bị các công ty của Trung Quốc xảo chép. Câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc có vẻ thích copy cả thế giới và làm cách nào mà họ có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng gần như tương đương với phương Tây, thế nhưng giá thì lại luôn rẻ hơn rất nhiều. Đầu tiên, vì sao Trung Quốc copy cả thế giới? Nguyên nhân thứ nhất, vì sao chép lúc nào cũng dễ hơn là sáng tạo. Chép bài của bạn thì lúc nào chẳng dễ hơn là tự làm bài, đúng không ạ? Sao chép công nghệ giúp các công ty Trung Quốc nói riêng và các nhà sản xuất nói chung tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm là một quá trình vô cùng tốn kém. Apple đã chi tới 26,25 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động R&D vào năm 2022. Đó là một phần nguyên nhân khiến giá của những chiếc iPhone luôn cao hơn so với mặt bằng chung và đặc biệt là so với những chiếc điện thoại Trung Quốc. Bằng cách sao chép các sản phẩm hiện có, cộng với chi phí nhân công nhìn chung là rẻ hơn đáng kể so với phương Tây, Trung Quốc có thể tung sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn nhiều và với chi phí thấp hơn đáng kể so với việc họ phải phát triển chúng từ đâu. Lý do thứ hai khiến Trung Quốc trở thành xứ sở của những sản phẩm đạo nhái và sao chép có thể là do các công ty Trung Quốc không hiểu một cách đầy đủ hoặc không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Có thể họ không biết rằng cần phải xin phép chủ sở hữu bản quyền trước khi sao chép thứ gì đó, hoặc họ biết thế nhưng mà không xin phép. Một trong những minh chứng rất rõ nét của việc người Trung Quốc nhìn chung không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đó là việc sử dụng phần mềm lậu. Theo thống kê của Statista, Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ truy cập vào các trang web vi phạm bản quyền phần mềm cao nhất thế giới, chiếm 14,6%. Một nguyên nhân rất quan trọng khác dẫn đến việc các công ty Trung Quốc sao chép các sản phẩm của phương Tây đó là nhu cầu của thị trường. Trung Quốc chính là thị trường lớn nhất thế giới. Người dân Trung Quốc rất ưa chuộng sản phẩm của các thương hiệu phương Tây. Thế nhưng mà do thu nhập tương đối thấp, nhiều người không đủ khả năng để mua những sản phẩm chính hãng. Vì vậy, họ chuyển sang các bản sao pha ke có cùng hình thức và chức năng, thế nhưng rẻ tiền hơn. Ngành công nghiệp sao chép của Trung Quốc có một lịch sử khá là lâu đời. Trên thực tế, các công ty Trung Quốc đã từng được nhà nước khuyến khích sao chép. Cho đến khi Trung Quốc thông qua luật thương hiệu năm 1982, Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân xấu xa của phương Tây. Họ cho rằng điều công bằng nhất cho toàn xã hội chính là chia sẻ những ý tưởng hay ho. Nói cách khác, trước năm 82, xã hội Trung Quốc ưu tiên chủ nghĩa tập thể hơn là chủ nghĩa cá nhân. Ý tưởng trở thành một phần của tập thể tốt hơn là đứng một mình được củng cố bởi hệ thống giáo dục và truyền thông Trung Quốc. Ý tưởng này đã khiến việc sao chép ngay từ ban đầu không bị coi là một hành vi xấu hổ hay đáng bị lên án. Nhìn xa về quá khứ, truyền thống sao chép của Trung Quốc đã có bề dày hàng nghìn năm, nó thậm chí đã trở thành một nét văn hóa. Chìa khóa để học hỏi chính là sao chép một cách mù quáng các bậc thầy đi trước. Từng chữ của Khổng Tử, từng nét bút trong các bức tranh cổ đại được sao chép với độ chính xác gần như tuyệt đối, đến mức ngay cả các chuyên gia hiện đại cũng khó lòng có thể phân biệt được. Vào thế kỷ thứ 6, một họa sĩ nhà Nam Tề có tên là Tạ Hà đã đúc kết lại 6 nguyên tắc của hội họa Trung Quốc. Trong đó, nguyên tắc thứ 6 chính là truyền tải bằng cách sao chép. Có thể thấy, máu sao chép đã ăn sâu vào người Trung Quốc từ hàng thiên niên kỷ trước. Học hỏi và sao chép đối với người Trung Quốc mà nói chính là một. Nghĩa là những gì mà các công ty phương Tây nhìn thấy là gian lận thương mại, là ăn cắp bản quyền, các công ty Trung Quốc gọi đó là một sự học hỏi. Wow. Nhiều người Trung Quốc và cả là nhiều người Việt Nam nữa tin rằng cách tốt nhất để thành công chính là học hỏi từ thành công của người khác.
Giang Chi Đông, một quan chức cấp tỉnh thời nhà Thanh, đã xuất bản cuốn sách khuyến học vào năm 1898. Trong đó, ông đưa ra câu châm ngôn Trung Quốc học là thực chất, Tây học là ứng dụng. Nghĩa là Trung Quốc nên tận dụng tri thức nước ngoài để giúp nâng cao bí quyết vật chất và kỹ thuật của mình. Và thực tế cho thấy, câu châm ngôn đó đã được ứng dụng vào thực tiễn. Trung Quốc tiếp thu các tri thức và những tiến bộ tốt nhất từ nước ngoài một cách rất triệt để củng cố tầm nhìn của họ. Họ áp dụng các chiến lược tăng trưởng công nghiệp và chính sách đô thị hóa từ Liên Xô trong những năm 1950. Đến những năm 1990, Trung Quốc phát triển các mô hình kinh tế từ các khuôn mẫu đã được kiểm chứng của phương Tây. Có thể thấy, xuyên suốt lịch sử, Trung Quốc đã phát triển một hệ tư tưởng sao chép. Hệ quả là người Trung Quốc nhìn chung coi các vốn trí tuệ tư nhân như là một tài sản công cộng mà bất cứ ai cũng có thể tự do khai thác. Trở lại với hiện tại, Trung Quốc ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Họ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Địa vị của họ trên trường quốc tế đã thay đổi. Trung Quốc là thành viên của rất nhiều tổ chức kinh tế quốc tế, nghĩa là các công ty Trung Quốc phải tuân thủ các điều khoản quốc tế về sở hữu trí tuệ. Chính phủ Trung Quốc cũng có nhiều động thái quyết liệt để ngăn chặn tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Trung Quốc chưa bao giờ ngừng việc học hỏi trong ngoặc kép từ nước ngoài. Không những vậy, họ đã đưa nó lên một tầm cao mới. Không còn phải đánh mắt sang nhìn trộm bài của bạn, tất cả các bạn muốn chơi với chị Na giờ đây phải tự nguyện đưa bài cho chị chép. Chúng tớ đang nói tới chuyển giao công nghệ bắt buộc, Forced Technology Transfer. Chính phủ Trung Quốc buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải chia sẻ các bí mật thương mại của họ với các công ty trong cùng lĩnh vực tại Trung Quốc để đổi lấy quyền được làm ăn tại thị trường lớn nhất thế giới. Chuyển giao công nghệ bắt buộc không phải là duy nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chị Na là nơi mà thông lệ này được khai thác trên quy mô lớn nhất. Cụ thể hơn, Trung Quốc yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài, bất kể có phải là phương Tây hay không, phải thành lập liên doanh với các công ty địa phương. Sau đó họ sẽ phải chia sẻ các công nghệ đời tư, riêng tư và nhạy cảm của mình. Thí dụ như là mã phần mềm, các công thức, nghiên cứu về sản phẩm, các kế hoạch phát triển, bản vẽ kiến trúc, các quy trình, các thủ tục và thiết kế. Ai cũng hiểu đây là một cái giá quá đắt. Nó giống như việc bạn phải chia sẻ toàn bộ công thức làm bánh của mình cho những người bán bánh khác trong một cái chợ để được buôn bán ở đó. Các công ty nước ngoài sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa, ít nhiều được bảo trợ và hỗ trợ bởi chính phủ Trung Quốc. Chậm lại khoảng chừng là 2 giây nhé. Các công ty nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc sẽ phải cạnh tranh với công nghệ của chính họ và sẽ được yêu cầu chuyển giao bất kỳ công nghệ mới và hay ho nào mà họ phát triển được chỉ để chính phủ Trung Quốc phân phát lại cho gà nhà của họ. Các công ty nội địa Trung Quốc bỏ qua được khâu nghiên cứu và phát triển đắt đỏ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ và dần vượt mặt các công ty nước ngoài. Tệ hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài có thể bị hất cẳng sau khi mà họ hoàn thành quá trình chuyển giao công nghệ. Đến một YouTuber còn ngồi phân tích được thế này, lẽ nào các công ty phương Tây lại không biết? Dĩ nhiên là họ biết. Cơ mà miếng bánh 1,4 tỷ dần là đủ lớn để chấp nhận các rủi ro. Nhờ có hoạt động chuyển giao công nghệ bắt buộc mà Trung Quốc nắm trong tay nhiều công nghệ lõi, bao gồm công nghệ cơ khí, cấu trúc, vật liệu, công nghệ điện, điện tử, công nghệ sinh học, v.v. Vài năm trở lại đây, Bắc Kinh đã có những động thái coi việc ép buộc các nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ là bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia, động thái này chỉ mang tính xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ và sẽ không chấm dứt việc chuyển giao công nghệ bắt buộc đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm ăn tại Trung Quốc. Sau nhiều thập kỷ tích lũy, vốn liếng công nghệ của Trung Quốc đã trở nên vô cùng đồ sộ. Ngoài góp nhặt công nghệ một cách hợp pháp, một số tổ chức và cá nhân Trung Quốc cũng từng bị cáo buộc tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và mua lại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược dưới sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Điều này giải thích tại sao Trung Quốc có đủ công nghệ để nhái bất cứ thứ gì mà bạn có thể kể tên. Như vậy, với đầy đủ các công nghệ dàn trải gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế, một lực lượng lao động lớn, năng suất thì cao mà chi phí lại thấp, và một tư duy học hỏi được di chuyển từ thời cổ đại, Trung Quốc đã trở thành cỗ máy sao chép của cả thế giới.
lật lại vấn đề một chút, sao chép không phải lúc nào cũng xấu. Trong quá trình đảo ngược công nghệ reverse engineering, các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sửa lỗi và cải tiến sản phẩm, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, nếu như bạn cảm thấy việc Trung Quốc sao chép cả thế giới là xấu, người Trung Quốc cũng có lý do để cho rằng thế giới đã sao chép rất nhiều thứ của họ. Đừng quên, các nhà phát minh Trung Quốc đã giới thiệu với thế giới rất nhiều thứ hay ho vẫn còn được sử dụng đến ngày hôm nay. Đáng chú ý nhất phải kể đến tứ đại phát minh, bốn phát minh biểu tượng của Trung Quốc cổ đại, bao gồm la bàn, thuốc súng, công nghệ làm giấy và in ấn. Theo Wikipedia, có hàng trăm phát minh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tóm thì phải lại, sao chép nghe thì có vẻ là dễ ăn, thế nhưng rõ ràng là để đưa nó lên tới tầm có thể sao chép cả thế giới như các pháp sư Trung Hoa thì không hề dễ một chút nào. Bạn nghĩ gì về nước đi này của Trung Quốc? Bạn có cho rằng sao chép là xấu? Nhớ để lại ý kiến trong phần comment nhé! Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua các content bánh cuốn từ VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!